Đây là một số cây mình ươm từ lá đây các bạn. Rất là khó ươm luôn. Mình mới lấy về đây các bạn. Khi lấy về thì nó không có được đẹp, nó bị mất form. Nhưng mà khi các bạn trồng được một thời gian thì nó sẽ lên rất là đẹp luôn, lên màu hồng xinh lắm luôn. Thank you.
Đây là ba loại chippy mình có rồi các bạn. Đây là cây thường. Chippy đang ra bông. Mình trồng chậu lớn luôn các bạn. Cây này nó cũng đẻ con nhiều lắm. Còn đây là cây chippy variegated. Cây ba đây. Còn cây này là chippy crested. Ba loại chippy. Thank you.